Sri Lanka hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Việc Nga bị các nước phương Tây áp lệnh trừng phạt và thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ đã trở thành các yếu tố tác động trực tiếp đến cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc đảo Nam Á này. Sri Lanka hiện còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, chủ yếu là phân bón từ Nga và lúa mì từ Ukraine. Do vậy, việc Nga bị áp lệnh trừng phạt liên tiếp của phương Tây đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Không chỉ vậy, giá trị đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 20 năm qua và trở thành một yếu tố đè nặng lên nền kinh tế Sri Lanka, vốn phụ thuộc nhiều vào loại tiền tệ này. Khi đồng đô la Mỹ tăng giá mà chúng ta cố gắng giữ không cho đồng rupee giảm giá, thì chúng ta sẽ mất khả năng cạnh tranh, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn thu từ các hoạt động xuất nhập khẩu. Sri Lanka đang rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, thuốc men, thực phẩm, khí đốt và các nhu yếu phẩm khác.